trước. Cái này là nhà. À, cái này nhà một tầng với nhà hai tầng. It's expensive. So I have three single stories. Yeah. And two stories in the 45 foot apartment. Okay. So can you say again? Sure. Let me grab a pen so I can write. Okay. So a single story. And then this is two story. Okay. So I only have this home to show. Yeah. We're so new in the community. Okay. I don't have a whole lot that's built yet. Okay. So this is my model home and this is my model home. So the homes I circled are the two homes that I'm building at the end of the street. Okay. So we can look at this if you want to. How much? Do y'all have a preference over single story or two story? Just one story. Just one story. And we're trying to stay 230s to 250s. Yeah. 230, 250. Wow. Just 230. So here I start 280s. 280. And here I start 350s. So 280. Yeah, can we see this one? This one. So I don't have these here to view. Okay, she don't have it. So I'm gonna get your email address and I'll email you virtual link so that way y'all can view them from can home. Can we see this one? Absolutely. And I'm gonna grab some floor plans. I'm sorry, how many square feet? You're gonna range from 1500 square feet to about 2300 square feet. Cái này là nhà là bắt đầu lên gạch rồi đó. Các bạn có nó start đến 200.000 phải không? À. Nó để cái bảng 200.000 mấy bạn. Phòng 200.000. Trở lên hả, không sao? 2.000 trở lên chứ, 2.000 là bèo nhất. Nó đềm mít thì giống như ở giữa, nhưng mà sao nghĩ là 200.000 là bèo nhất. Ok. Thì vô quay với bạn có mấy cái nhà. Bên đây là cái nhà tầng trệt đó. Vợ chồng mình hôm nay đi, nếu mà coi là coi nhà trệt hay là nhà lầu. Thì ông xã thì thích nhà lầu, thì thích nhà trệt thì tùy đó. Nhưng mà cái nhà này bự lắm nha mấy bạn. Mấy bạn nhìn thấy cái nhà này có 3 cara không? Mình cứ đi coi nhà nào mình thích mình. Ông xã có nhìn thấy cái nhà này cái gì khác không? 3 cara luôn kìa. Wow, cái nhà này to quá, 3 cara luôn. Get rid of the color, the cabinets, the backsplash. Yeah. Cover patio from standard. Yeah. They've upgraded a bit. You mean tile? Normally it's tile in wet areas, so kitchen. Yeah. Oh, just wet areas. Yeah, just wet areas, and then normally this would be carpet. Bedroom. Bedroom's carpet. Yeah. Ông xã hỏi nếu mà mình bỏ thảm ra, mình bỏ vô được không? So we will have it everywhere. So now we're going to we will crit, have crit. It. Oh, yeah, you can do that. You just have to go to the design center. That's just additional. Okay. It's an upgrade. So with the upgrades that are in this home, you're about to. Do you know any price of upgrade? Not off the top of my head. I mean, there's a lot of variables. Oh, yeah, so it depends yeah. on colors and sizes. Okay. It's going to change. And it changes per floor plan also. Oh, ông xã, cái này là upgrade hay là của nó có sẵn? Upgrade, see? Because I saw a different house in the same later. Yeah, that's good. And it's very nice, huh? Ông xã, I like it curl like that. The curl, yeah. Yeah. Put a chair, table. Yeah. Cái này. And then they did this is an upgraded shower. The shower upgrade, right? The shower, đúng rồi. So you'll have glass that sits on this and goes standard. Okay. Wow. So this is considered a landing, right? You take your clothes off here, yeah. And then you walk into the shower, and then you have your handle here. And there's a shower on without getting wet. 18. You're right under 1800. 1800. Is it just the two? That is good for three. Yeah. And this is standard, the patio. Standard. Uh-huh. Yeah. But you can extend it to the end of the house, and that's an upgrade. Okay, so this is the standard, free. Standard. Uh-huh. Wow. Just here to him. Yeah. Be okay. Be okay. You extend it, then cost. We'll pay more. Yes. No, be okay with me like that. Yeah. Everything yeah. is money, huh? Everything is money. Yeah. Everything is money. Wow. Let me see. It changes daily, the demand. Cái nhà này là 250 mấy bạn. 250, nhà xây gần xong rồi, bây giờ nó đang kêu bán á, nhà ở trong xây gần xong rồi. Cost of the home.
So if your closing cost is $6,000 and I'm contributing $7,000, then I only have to pay $6,000. I'm paying all closing costs. But if your closing cost is $10,000, I'm gonna pay $7,000. You'll pay the difference. Well, I'll pay difference. Yes. Because sometimes different location and the zero lotion cup. Well, you know, some place, you know, they don't charge you lotion cup. They say lotion cup free. Yeah. Some of them do. It just varies. Different builders promote different incentives. It changes per builder. It changes per. What's the SOA cost? I'm sorry. SOA cost? Which one is $940? $940. SOA. $940. $940. $940. And you'll pay one time at the end of the year. Okay. Let me see the bedroom. Okay. This bedroom or study? You could use it either or. On the floor plan, it says study. But it has a closet. You could use it as a floor bedroom. So this is standard or upgrade. You could use standard. Standard? Yes. With the door here? Yeah, whatever you want to use it as. So a flexible. Nếu mà room cũng được. Sẽ lúc này có mấy room. Còn này có room này. So this is bedroom. Hồi nãy là cái master bedroom. Cái phòng này là cái room nhỏ của trong. Nó như trong đây là bốn cái phòng, ba cái phòng. Cũng rộng đó, nhưng không rộng kia thôi. Dạ, nó nhưng mà nó không có restroom ở trong phòng. Cái kia nó có restroom trong phòng. Dạ. Ok. Cái phòng thứ hai đó. Dạ. Cái phòng thứ hai đó, phòng nhỏ. Cũng vừa lắm. Dạ, cái này ở ngoài, xinh lắm. Cái phân nè. Phòng cũng xinh ghê. Có cái cửa sổ nè. Wow. Cái chung nhà này cũng được á, để tụi mình suy nghĩ cho. Có cái tủ quần áo hai cửa. Mình sẽ đi coi nhà người ta đó để tiếp mình quyết định hả? Trời ơi, phải đi coi mấy căn á, đơn giản. Chừng nào cái căn mà mình thích mình ăn. Bây giờ thì mình chưa có rõ, tại vì nó chưa có hoàn chỉnh á. Ừ, dạ. Ok. This is a garage. Garage. Oh, garage. So I'll be using it as my office. Oh. We're gonna move from there to over here. Oh, okay, okay. I got it. Bất có cái garage kia là upgrade thêm hả? Nó bỏ tiền vô. Dạ. Cái garage là upgrade thêm một cái hai kho thì ba kho. Ok. Cái này là cái restroom thứ hai ở trong hai cái phòng kia mấy bạn. Nhỏ thôi nhưng mà cũng ok. Bên đây nó có cái sink này mấy bạn, cái bồn. Mình thích vô cái model home hơn, tại model home nó có chuẩn bị sẵn, còn cái nhà này nó chưa có, nó bỏ đồ vô thôi đi ha. Đó, bây giờ hồi nãy là ông xã mình đi vô trong, nói chuyện chỉ là cái bà đó dẫn cho mình đi coi, thì mình cũng quay sơ sơ cái nhà này cho mấy bạn coi. Là cái nhà này là hồi nãy mình có nói cái giá nó là 250 ha ông xã. Cái nhà này 250 thì cái màu gạch đó thì cũng đẹp, cái đẹp màu quá gạch đó, đẹp chứ, xinh chứ. Nhà ba garage luôn, 250. Cái nhà này 9210 là mấy nút? 922 nút. Có 2 nút mà. Anh đâu me rồi, đâu me rồi. Dạ mình đã giỡn thôi, không có quan trọng lắm, nhưng mà đó cái nhà nãy giờ quay thì cũng đẹp, nhưng mà mình nói với bạn là mình thích vô coi cái model home là tại vì model home nó có đồ sẵn rồi. Cái nhà này là người ta mới xây xong, chưa có hoàn chỉnh đó. Thì mình thấy cũng sơ sơ cũng đẹp. Nói okay, chung là nhưng mà mình cũng mình đi kim thì coi thêm vài căn để trước khi mình quyết định đi. Cho nó đừng chín chắn chút xíu ha. Thì cái video cũng dài rồi, thôi mình ngưng ở đây nha, rồi mình sẽ đi coi những căn nhà khác nữa. Tại vì mấy bạn biết mua nhà mà của mình phải coi ít nhất cũng phải trời mấy ơi, căn dọn nhà mình tụi mình mua cũng mấy căn mấy bạn ơi, mà lúc trước mình chưa làm YouTube á. Mình dọn mấy căn rồi đó, mình chưa làm YouTube thì mình không quay tại được. Tại vì mình dọn mấy căn là lý do tại sao là ông xã đi làm, mình cần cái chỗ cái nhà nó gần cái chỗ làm á mấy bạn. Thằng cho chạy xe nó đỡ, chứ bên đây kẹt xe mệt lắm. Thì đó. Ok, bây giờ gặp bạn sẽ đi. Bye bye, see you nha, we love you. Ok, bye bye.